Ngày 10 tháng 2, số ca COVID-19 tiếp tục tăng, lên đến 26.032 F0 tại 61 tỉnh, thành. Bản tin dịch COVID-19 ngày 10 tháng 2 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng lên đến 26.032 ca tại 61 tỉnh, thành. Hà Nội vẫn nhiều nhất, hàng loạt tỉnh có số ca mắc trên 1.000 ca trên ngày, có gần 10.000 ca khỏi, 74 trường hợp tử vong. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới, tính từ 16 giờ ngày 9 tháng 2 đến 16 giờ ngày 10 tháng 2. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 26.032 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 26.023 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.070 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 8.264 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.887, Nghệ An 1.749, Hải Phòng 1.366, Hải Dương 1.329, Nam Định 1.189. Bắc Ninh 1079, Hòa Bình 1073, Thanh Hóa 996, Đà Nẵng 939, Bắc Giang 876, Vĩnh Phúc 847, Bình Định 744, Thái Nguyên 735, Ninh Bình 715, Phú Thọ 628, Quảng Nam 490, Thái Bình 485, Quảng Bình 468, Lạng Sơn 467, Kon Tum 437, Quảng Ninh 424. Phú Yên 372, Lâm Đồng 365, Sơn La 358, Quảng Trị 350, Lào Cai 330, Bình Phước 305, Tuyên Quang 304, Đắk Nông 298, Đắk Lắk 287, Hưng Yên 261, Thừa Thiên Huế 246, Khánh Hòa 244, Thành phố Hồ Chí Minh 241. Hà Nam 223, Yên Bái 197, Quảng Ngãi 196, Bà Rịa Vũng Tàu 187, Cà Mau 171, Cao Bằng 146, Điện Biên 141, Hà Giang 128, Lai Châu 89, Bắc Cạn 85, Bạc Liêu 82, Bình Thuận 80, Vĩnh Long 69, Bến Tre 63, Long An 39, Bình Dương 36, Hà Tĩnh 33, Trà Vinh 30, Hậu Giang 26. Tây Ninh 22, Đồng Tháp 20, Cần Thơ 19, Đồng Nai 18, Kiên Giang 17, An Giang 10, Ninh Thuận 9, Tiền Giang 3. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất với ngày trước đó: Hà Tĩnh âm 986, Gia Lai âm 215, Phú Thọ âm 172. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hòa Bình cộng 1055, Bắc Giang cộng 377, Lạng Sơn cộng 352. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 18.077 ca trên ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại Thành phố Hồ Chí Minh 92, Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Hưng Yên 6, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Dương 1, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.430.683 ca nhiễm, đứng thứ 34 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 24.616 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.423.553 ca trong đó có 2 triệu 203.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này, thành phố Hồ Chí Minh 515.109, Bình Dương 293.068, Hà Nội 159.735, Đồng Nai 100.002, Tây Ninh 88.659. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.992 ca Tổng số ca được điều trị khỏi 2.206.594 ca. 2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.699 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 1.871 ca, thở oxy dòng cao HFNC 335 ca, thở máy không xâm lấn 115 ca, thở máy xâm lấn 361 ca, ECMO 17 ca. 3. Số bệnh nhân tử vong. Từ 17 giờ 30 phút ngày mùng 9 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 2 ghi nhận 74 ca tử vong tại Tại thành phố Hồ Chí Minh, 4 trong đó có 3 ca từ các tỉnh khác chuyển đến, An Giang 1, Sóc Trăng 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1. Tại các tỉnh, thành phố khác, Hà Nội 16, Đà Nẵng 4, Hải Dương 4, Quảng Nam 4, Thừa Thiên Huế 4, Bình Định 3, Cần Thơ 3, Đồng Tháp 3, Vĩnh Long 3, Đắk Lắk 2, Đồng Nai 2, Hậu Giang 2, Lâm Đồng 2, Nghệ An 2. Quảng Ngãi 2, Quảng Ninh 2, Bắc Ninh 1, Bình Thuận 1, Cao Bằng 1, Đắk Nông 1, Hà Giang 1, Hà Nam 1, Khánh Hòa 1, Long An 1, Ninh Bình 1, Sóc Trăng 1, Thái Nguyên 1, Tiền Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 89 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.688 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 trên 225 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.497.402 17 mẫu, tương đương 77 triệu 518.004 lượt người, tăng 65.378 mẫu so với ngày trước đó. Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 Trong ngày mùng 9 tháng 2 có 416.336 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 184.129.785 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 79.162.150 liều. Tiêm mũi 2 là 74.486.438 liều. Tiêm mũi 3 tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 30.481.197 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn. Tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng COVID-19 đã được cấp, không được để lãng phí vaccine. Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng, đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong cách ly, khu phong tỏa. Thái Bình, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé